Làm thế nào để được sự bình an? Hỡi các bạn, xin hãy lắng nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Đời xưa khi chưa có loài người, chưa có súc vật, cỏ cây, trời đất chi cả, thì đã có Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên mặt trời và các ngôi sao, kế đó Ngài dựng nên trái đất, cỏ cây và súc vật. Sau hết Ngài dựng nên một người nam và một người nữ. Ngài không làm việc nặng nhọc để có các vật này. Ngài chỉ dùng lời phán mà mọi vật liền có như vậy. Hai người đầu tiên trong thế gian này tên là Adam và Eva. Họ vô tội, yêu thương Chúa và Chúa yêu thương họ. Họ rất vui vẻ và sung sướng. Lúc ấy có quỷ Satan là đầu của mọi sự ác. Trước kia Satan nói dối cùng người nam và người nữ. Đức Chúa Trời có phán, nếu các ngươi theo Satan thì các ngươi phải chết. Nhưng họ đã xây bỏ Đức Chúa Trời mà theo Satan. Họ không còn là bạn hữu của Đức Chúa Trời nữa. Sự đau đớn, buồn thảm đã đến với họ. Đức Chúa Trời kêu gọi họ, nhưng họ sợ hãi. Đức Chúa Trời ghét điều ác. Ngài phán rằng, ta yêu thương các ngươi, ta là bạn hữu của các ngươi. Nhưng vì cớ tội lỗi, các ngươi nên ta phải hình phạt. Chúa cũng phán rằng, sau một thời gian, ta sẽ mang lấy sự hình phạt của ngươi. Ta sẽ sai con ta đến thế gian. Ngài sẽ trở nên người. Ngài sẽ chịu chết cách đau đớn. Ngài sẽ làm sinh tế vì sự quá phạm của các ngươi. Sẽ làm cho lòng các ngươi được sạch mọi sự gian ác. Ta sẽ ban bình an cho các ngươi. Không có của lễ nào khác có thể giúp đỡ các ngươi. Adam và Eva rất đỗi vui mừng vì những lời của Đức Chúa Trời đã phán. Họ muốn hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời. Ngài liền phán rằng, lâu năm về sau thì con ta sẽ đến, nhưng các ngươi và con cái các ngươi có thể được sự bình an. Các ngươi có thể dâng của lễ bằng con chiên con. Huyết của chiên con sẽ không có quyền chi cả, nhưng nó sẽ chỉ cho các ngươi về huyết của con ta. Khi ta thấy huyết của chiên con, ta sẽ nhớ đến con ta, và ta sẽ tha thứ cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được bình an. Trải qua nhiều năm, Đức Chúa Trời bèn sai con một của Ngài đến thế gian. Ngài đến với thân thể của một người, tên Ngài là Jesus Christ. Ngài phó sự sống của Ngài vì tội lỗi của tất cả loài người. Ngài đã bị giết, và bởi đó Ngài gánh lấy sự hình phạt của chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, nên sự sống của Ngài đã trở lại cùng Ngài, và Ngài đã trở về ở với cha Ngài là Đức Chúa Trời. Hiện nay Ngài đang ở thiên đàng. Hỡi các bạn, loài người không biết về tin lành này. Họ không biết rằng chính Đức Chúa Giêsu đã trả xong nợ tội cho họ. Họ còn tìm các của lễ cho chính mình họ. Bởi lẽ ấy Đức Chúa Trời đã ban các lời này cho các bạn. Ngài phán, chỉ tin Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài là của lễ chuộc tội và từ bỏ mọi của lễ khác, xây bỏ mọi đường ác của các ngươi, thì ta sẽ tha tội cho các ngươi và ta sẽ ban bình an cho các ngươi.